xem tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch tuổi hợi. Sự chủ quan, lơ là có thể khiến bạn gặp phải nhiều rắc rối trong sự nghiệp. Nếu muốn thành công, bạn cần chấn chỉnh thái độ ngay. Tháng 9 âm lịch này cũng không phải là một quãng thời gian quá thuận lợi đối với người tuổi hợi. Song bạn không nên lấy đó làm buồn bã, bởi những thách thức khó khăn là vô cùng cần thiết trên con đường phát triển của bạn. Trên phương diện sự nghiệp, do ảnh hưởng của Nguyệt lệnh lâm tuyệt bạn khó đạt được những đích đến mà mình đã đặt ra bản mệnh cần phải tự nhìn lại bản thân xem phải chăng mình đã quá đắc ý chủ quan nên mới gây ra những lỗi lầm đáng tiếc hay không trong các mối quan hệ xã giao đặc biệt là quan hệ giữa cấp trên cấp dưới thiên quan khuyên bạn hãy khiêm tốn giữ mình đừng nên kiêu căng ngạo mạn phương diện tài lộc của bản mệnh cũng không có dấu hiệu tích cực nào đáng kể trong thời điểm này sự lơ là khiến bạn thường xuyên bỏ lỡ những thời cơ quan trọng nhưng nếu biết cẩn thận hơn bạn vẫn sẽ tìm kiếm được những mối làm ăn tương đối khá hãy nhớ rằng một khi đã bắt tay vào công việc gì bạn cần phải hết sức tập trung chú ý tránh đầu voi đuôi chuột kẻo mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể tiền bạc cũng không cầm được tới tay tình duyên lại là một điểm sáng đáng kể đối với tuổi hợi trong tháng này Do được sao bách Việt chủ đào hoa chiếu mệnh, bạn nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới và thật sự tỏa sáng giữa đám đông. Bạn có thể giữ liên hệ với những đối tượng chân thành và có triển vọng, không nhất thiết phải vội vàng đến với ai. Còn với người đã lập gia đình, bạn nên chú ý giữ khoảng cách với mọi người. Tử vi tháng 6 năm 2020 tuổi hợi âm lịch về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch tuổi hợi, sự nghiệp của bản mệnh lên xuống khá bấp bênh. Bạn cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối mặt với những khó khăn xảy đến, đừng trốn tránh hoặc đùn đẩy cho người khác tạo hình ảnh xấu cho bản thân. Nguyệt lệnh lâm tuyệt ảnh hưởng chủ yếu đến những người làm công ăn lương. Bạn khó có thể chinh phục được đích đến mà mình đã đặt ra. Nhiều vấn đề bất ngờ xuất hiện khiến bạn trở tay không kịp, thường xuyên bối rối, khó tìm được cách giải quyết hợp lý có thể là vì những thành công gặt hái được trong khoảng thời gian vừa qua khiến bạn trở nên quá tin tưởng vào bản thân mình thành ra lơ là chủ quan bạn tưởng rằng mình đã nắm vững mọi việc rồi nhưng đến khi vấn đề xảy ra bạn mới nhận ra rằng mình còn quá nhiều thiếu sót một số người thường hăng hái khi bắt tay vào làm công việc nhưng sau đó lại nhanh chóng cảm thấy chán nản mất hứng khi công việc gặp phải khó khăn hoặc lặp đi lặp lại chính điều đó khiến bạn thường xuyên làm việc đầu voi đuôi chuột khiến lãnh đạo và cả đồng nghiệp đều cảm thấy không hài lòng thiên quan cho thấy dấu hiệu bạn và lãnh đạo có thể mâu thuẫn với nhau vì những quan điểm bất đồng dù sao thì bạn cũng là người có vị thế thấp hơn cần chú ý cách ăn nói và diễn đạt của bản thân không nên đẩy mọi chuyện trở nên quá căng thẳng khiến ai cũng khó xử cùng với đó bạn cũng cần chú ý đề phòng kẻ tiểu nhân rình rập xung quanh mình bạn càng lơ là trong công việc bao nhiêu thì lại càng tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng bấy nhiêu. Vì thế, hãy chú ý làm thật tốt công việc của mình để tránh nhiều rắc rối không đáng có. Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi hợi âm lịch về phương diện tài lộc. Vận trình tài lộc của người tuổi hợi cũng khó được như ý trong thời điểm này. Công việc bấp bênh khiến tình hình tài chính của nhiều người không ổn định. Thậm chí có người phải vay mượn mới đủ tiền để trang trải cuộc sống. Vì thế, dù có dư giả thế nào đi nữa thì ngay từ bây giờ, bạn cũng nên giữ lối sống tiết kiệm. Không nên chi tiêu phung phí, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu mà không có của để dành. Nếu không biết chi tiêu hợp lý thì đến lúc gặp khó khăn, bạn dễ rơi vào tình thế bị động, phải chạy vậy ngược xuôi. Dưới tác động của nguyệt lệnh, người làm ăn kinh doanh thường xuyên chủ quan. Lơ là nên khó phát hiện được những nguy cơ tiềm tàng. Bạn có thể đưa ra những phán đoán sai, khiến đồng tiền bị lãng phí vô ích. Những do dự, băn khoăn cũng là một trong những nhân tố khiến cho bạn bở lỡ cơ hội đầu tư, kinh doanh kiếm lời. Tháng 9 này, bạn cần chú ý đề phòng những kẻ xun xoe tiếp cận mình. Đặc biệt không tin theo những lời rủ dê đầu tư của những người không đáng tin cậy. Bản mệnh không nên ham chạy theo những kế hoạch kiếm tiền bất chính, kinh doanh đa cấp bởi như vậy thì người chịu thiệt hại sớm muộn gì cũng là bạn và những người thân thiết xung quanh mình mà thôi đừng trở thành con giáp chọn việc phi đạo đức vì tiền. Còn nếu chăm chỉ làm ăn thì dù bạn sẽ phải bon chen, cạnh tranh với người ngoài khá vất vả đấy. Nhưng bạn vẫn sẽ thu về được một khoản lãi lời nhất định, giúp bạn cải thiện được cuộc sống của mình. Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi hợi âm lịch về phương diên tình duyên. Theo tử vi, người tuổi hợi vô cùng đào hoa trong tháng 9 âm lịch này bạn thể hiện được sức hút của bản thân nên giành được nhiều sự chú ý đến từ người khác phái nếu còn độc thân thì nhân cơ hội này bạn cũng nên mở rộng lòng mình để có thể quen được với nhiều đối tượng triển vọng bạn không nên cứ mãi sống trong thế giới riêng của mình mở lòng ra và yêu thương một ai đó sẽ giúp bạn cảm thấy cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn nhiều tình yêu cũng sẽ là động lực giúp bạn vượt qua những khó khăn trong công việc và tài chính đấy tuy nhiên đào hoa không phải là dấu hiệu tốt với tất cả mọi người đặc biệt là với những ai đã lập gia đình bạn có sức hút nên có thể khiến một vài người chủ động tiếp cận những lúc như thế này bạn cần phải biết giữ mình tránh vì một phút lầm lỡ mà chính tay phá hủy hạnh phúc gia đình bên cạnh đó ngũ hành tương khắc cũng cho thấy một vài vấn đề mà các cặp vợ chồng hay gặp phải Hai người cần chú ý trò chuyện và nhường nhịn nhau nhiều hơn, không nên chấp vặt những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi hợi âm lịch về phương diện sức khỏe. Điều đáng mừng khác là tình hình sức khỏe của người tuổi hợi khá ổn định trong suốt tháng này. Dù phải đối diện với nhiều khó khăn nhưng tinh thần của bạn vẫn không suy giảm quá nhiều. Sức khỏe ổn định cũng giúp bạn sẵn sàng hơn khi đối diện với khó khăn, thử thách. Hãy chú ý rèn luyện sức khỏe để có một cơ thể năng động và khỏe mạnh. Riêng việc cơ thể khỏe mạnh đã giúp bạn giảm bớt rất nhiều lo âu và gánh nặng trong cuộc sống rồi. Nếu gặp phải vấn đề gì khó khăn, bạn cần kịp thời tìm người chia sẻ, tâm sự để có thể tìm ra hướng giải quyết đúng đắn, đừng giấu mọi chuyện trong lòng khiến tinh thần trở nên căng thẳng, áp lực. Cẩm Nang Vượng Vận. 1. Đinh Hợi, Thổ, Nam Thổ Tú, Nữ Vân Hán. Khẩu Quyết, Chủ Quan. Lơ là, dễ mắc lỗi lầm khi giải quyết công việc. Quý nhân, mão, mùi, tiểu nhân, dần, thân, màu sắc may mắn, trắng, xanh. Hai, kỷ hợi, mộc, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết cần chú ý khi giao tiếp với mọi người, đặc biệt là với cấp trên. Quý nhân, dần, tí, tiểu nhân, tỵ, hợi, màu sắc may mắn, đen, nâu. Ba, tân hợi, kim, nam thái dương, nữ thổ tú khẩu quyết, tình hình tài chính bấp bênh, dễ bỏ lỡ thời cơ kinh doanh. Quý nhân, sửu, mão, tiểu nhân, dần, tỵ, màu sắc may mắn, vàng, hồng. 4. Quý hợi, thủy, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết, đào hoa vượng, nhận được nhiều sự quan tâm đến từ người khác. Quý nhân, mùi, dần, tiểu nhân, thân, hợi, màu sắc may mắn, xám, trắng. 5. Ất hợi hỏa, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết, giữ khoảng cách thích hợp với mọi người, không nên xa ngã. Quý nhân, tí, sửu. Tiểu nhân, dần, hợi. Màu sắc may mắn, tím, cà phê. Tử vi tuổi hợi tháng 9 âm lịch tình duyên lại là một điểm sáng đáng kể đối với tuổi hợi trong tháng này do được sao bách Việt chủ đào hoa chiếu mệnh. Tháng 9 âm lịch là tháng bính tuất, nguyệt lệnh là tiết khí hàn lộ và xương giáng trong tháng mậu tuất dương khí được trái đất hấp thụ nên không khí không còn nhiều hơi ấm. Ngũ hành thủy bị khống chế nên hàn tính từ âm khí bắt đầu phát tác. Thời điểm tiết xương giáng cũng là giữa tháng 9 âm lịch. Tháng này có một đặc điểm đó là những người mệnh lý cần hành thổ, hành hỏa sẽ gặp các lợi, may mắn. Vì tháng 9 thuộc chi tuất, chi tuất thuộc hành thổ và tàng chứa nhiều hỏa khí, nên vì thế cuộc sống của họ có nhiều bước khởi sắc đáng mừng bạn cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối mặt với những khó khăn xảy đến đừng trốn tránh hoặc đùn đẩy cho người khác tạo hình ảnh xấu cho bản thân nguyệt lệnh lâm tuyệt ảnh hưởng chủ yếu đến những người làm công ăn lương bạn khó lòng đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra nhiều chuyện bất ngờ xảy ra khiến bạn không kịp trở tay bối rối khi giải quyết chúng bạn không nên quá tự mãn trước những thành công bạn đã đạt được trong tháng trước mà lơ là làm việc chăm chỉ trong tháng này ngủ quên trên chiến thắng sẽ là nguyên nhân dẫn đến thất bại của bạn khiến bạn bỏ lỡ đi nhiều cơ hội kiếm tiền tăng thêm thu nhập tử vi tháng mới tài vận của người tuổi hợi vẫn khá bình ổn bạn có thể tham khảo những mối đầu tư vừa và nhỏ tuy nhiên nếu là khoản đầu tư lớn thì phải suy nghĩ cẩn trọng hơn người làm công ăn lương cần tìm cơ hội khẳng định giá trị của mình tuy nhiên bạn cũng không có dấu hiệu tích cực nào đáng kể trong thời điểm này nếu xét trên phương diện tài lộc sự thiếu tập trung là điều khiến bạn thường xuyên bỏ lỡ những thời cơ quan trọng, nhưng nếu biết cẩn thận hơn, bạn vẫn sẽ tìm kiếm được những mối làm ăn tương đối khá trong tháng 9 âm lịch. Hãy nhớ rằng một khi đã bắt tay vào công việc gì, bạn cần phải hết sức tập trung chú ý. Tránh đầu voi đuôi chuột kẻo mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể, tiền bạc cũng không cầm được tới tay. Tử vi tuổi hợi tháng 9 âm lịch, tình duyên lại là một điểm sáng đáng kể đối với tuổi hợi trong tháng này do được sao bách việt chủ đào hoa chiếu mệnh bạn nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới và thật sự tỏa sáng giữa đám đông bạn có thể giữ liên hệ với những đối tượng chân thành và có triển vọng không nhất thiết phải vội vàng đến với ai còn với người đã lập gia đình bạn nên chú ý giữ khoảng cách với mọi người trong khoảng thời gian này bạn cần phải giữ thái độ chủ động hơn nếu muốn chạm tay tới hạnh phúc nếu đã gặp được người như ý muốn bạn hãy kéo gần khoảng cách giữa đôi bên còn nếu bạn không có động thái gì rất có thể đôi bên sẽ mãi mãi chỉ là người xa lạ đi lướt qua nhau tình hình sức khỏe của những người tuổi hợi trong tháng này rất tốt cho dù phải đối diện với nhiều khó khăn với việc tinh thần của bạn vẫn không suy giảm quá nhiều là nguyên nhân chính giúp bạn ổn định về mặt thể chất sức khỏe ổn định cũng giúp bạn sẵn sàng hơn khi đối diện với khó khăn thử thách hãy chú ý rèn luyện sức khỏe để có một cơ thể năng động và khỏe mạnh riêng việc cơ thể khỏe mạnh đã giúp bạn giảm bớt rất nhiều lo âu và gánh nặng trong cuộc sống rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại